Nổi mề đay có tự khỏi không hay sẽ tái phát liên tục? Các chuyên gia cho biết mỗi người bệnh có thể trạng khác nhau, cơ địa khác nhau, nguyên nhân gây bệnh khác nhau và đây chính là những yếu tố quyết định thời gian phát bệnh và thời gian phục hồi bệnh. Thông thường, với những người khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt, ăn uống khoa học, đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, đồng thời thường xuyên vận động, rèn luyện sức khỏe thì người bệnh có thể không cần uống thuốc. Trong thời gian một vài ngày, tình trạng mề đay sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, nếu trường hợp nổi mề đay do bệnh nhân bị dị ứng với thức ăn, phấn hoa, lông động vật hoặc một số loại hóa chất tẩy rửa, bệnh sẽ rất dễ chuyển thành mãn tính và cần phải điều trị. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên kết hợp dùng thuốc chống dị ứng thời gian đầu và sản phẩm thảo dược phụ Bi Khang có thành phần từ thiên nhiên là cao nhau, cao gan, éo các ni tim fumarat để tốt cho gan thận, tăng cường đề kháng, hỗ trợ giảm triệu chứng mề đay mẩn ngứa dị ứng. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều các trường hợp chủ quan với tình trạng mề đay dị ứng, họ thường xuyên nhầm lẫn bệnh mề đay với những bệnh ngoài da khác, điều trị sai cách hoặc không điều trị dẫn đến bệnh tiến triển nặng hơn. Nếu không hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng và không kiêng cữ cẩn thận thì bệnh sẽ rất dễ tái phát và gây nhiều khó khăn khi điều trị. Cần tư vấn thêm, bạn hãy để lại thông tin bình luận bên dưới nhé. Phụ Bi Khang đang có chương trình hấp dẫn, mua 6 thêm 1, mua ngay nhé. Sản phẩm có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hãy follow kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé.